Việt Nam hiện đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và cũng được coi là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao, số thuê bao sử dụng điện thoại di động với gần 80 triệu thuê bao. Vì vậy, cần một số lượng khá lớn kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị này. Đáp ứng yêu cầu đó, hiện đã có khá nhiều đơn vị đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động ra đời, trong đó CPS Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế ưu việt của mình trong lĩnh vực này. CPS Việt Nam là đơn vị đào tạo nghề sửa chữa điện thoại di động theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp. Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này, đến nay CPS Việt Nam đã triển khai thành công hơn 500 khóa học, hàng ngàn học viên đã tốt nghiệp. Đây thực sự là nơi lý tưởng để bạn có thể yên tâm khi muốn theo học nghề này. Học viên học tại CPS Việt Nam được đào tạo chuyên sâu về kiến thức điện thoại và thực hành sửa chữa thực tế. Các khóa học đa dạng và thời gian đào tạo linh hoạt tại CPS Việt Nam đã thu hút được rất nhiều học viên tham gia. Với thời gian học nghề không dài, từ 3 đến 6 tháng, tổng chi phí đầu tư cho học nghề chỉ bằng khoảng 50% so với các nghề khác. Vì vậy, người học tiết kiệm khá nhiều chi phí khi theo học nghề này. Sau khi tốt nghiệp ra trường, thu nhập của một kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động trung bình từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng. Theo thống kê, nghề sửa chữa điện thoại di động được đánh giá là một trong 100 nghề đắt giá nhất thế kỷ 21. Chính vì vậy, nếu quyết định chọn cho mình con đường lập nghiệp nhanh chóng với mức thu nhập khá, thì nghề sửa chữa điện thoại di động chính là sự khởi nghiệp cho tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ CPS Việt Nam, tòa nhà 110A, Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 098-2266-077. Website www.cps.vn.